Hiện nay thì nhu cầu đầu tư và giao dịch chứng khoán tại Việt Nam đang rất lớn. Tuy vậy thì nhiều nhà đầu tư mới chúng ta vẫn chưa biết cách để tự mua cho mình những cái cổ phiếu đầu tiên. Thì trong cái video này, Sơn sẽ hướng dẫn nhà đầu tư và các bạn chúng ta tự mua cho mình 100 cổ phiếu đầu tiên với cái tên tài khoản của chúng ta, không cần phải nhờ vả hay là đứng tên bởi một người khác. Video sẽ gồm có 4 phần. Trong cái phần đầu thì Sơn sẽ hướng dẫn nhà đầu tư của các bạn chúng ta mở một cái tài khoản chứng khoán với một cái thiết bị điện thoại thông minh smartphone với cả giấy tờ chứng minh nhân dân và căn cước công dân có hiệu lực. Tài khoản chứng khoán thì nó giống như là một cái ví để chúng ta đựng chứa chứng khoán ở trong đó. Trong cái phần tiếp theo thì Sơn sẽ hướng dẫn nhà đầu tư chúng ta nộp tiền vào trong cái tài khoản chứng khoán đó. Bởi vì là chúng ta phải có tiền thì chúng ta mới có thể mua được chứng khoán. Và trong cái phần 3 thì Sơn sẽ hướng dẫn nhà đầu tư chúng ta đi chợ, chúng ta sẽ tự mua lấy 100 cổ phiếu vào trong cái tài khoản chứng khoán của chúng ta. Và sau 3 ngày thì chúng ta có thể bán cái chứng khoán đấy đi. Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn nhà đầu tư chúng ta thử bán 100 những cổ phiếu đấy đi. Và cái phần cuối cùng đó là khi mà chúng ta đã bán chứng khoán xong thì chúng ta sẽ có tiền về tài khoản. Thì chúng ta sẽ rút cái tiền đó ra bên ngoài, ra cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Video sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trước khi bắt đầu thì nhà đầu tư chuẩn bị cho tôi một vài dụng cụ sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái smartphone có kết nối mạng và có camera. Thứ hai nữa là chúng ta cần có chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân còn hiệu lực. Thứ ba là chúng ta cần có giấy trắng và bút mực để chúng ta ký và tải chữ ký lên, chứ không cần phải ký hợp đồng cứng. Và tiếp theo cuối cùng chúng ta cần có một cái tài khoản ngân hàng chính chủ của chúng ta để chúng ta nộp tiền vào và rút tiền ra. Chúng ta nộp tiền vào thì có thể từ ngân hàng của người khác cũng được, nhưng mà rút tiền ra thì cần phải là cái tài khoản chính chủ của chúng ta. Sau bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay ở cái phần 1, đó là chúng ta sẽ mở cho mình một cái tài khoản chứng khoán chính chủ. Để mở tài khoản chứng khoán thì các bạn có thể mở tài khoản chứng khoán tại nhiều công ty khác nhau. Tôi cũng đã làm những cái video hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán tại những công ty ví dụ như là chứng khoán MB của ngân hàng MB, ngân hàng quân đội, chứng khoán VPS rồi chứng khoán VN-Direct. Đấy thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn mở lại cái tài khoản chứng khoán của chứng khoán MB, chứng khoán của ngân hàng quân đội nhé. Đấy, có thể những cái video sau thì tôi sẽ làm tiếp tục với những cái công ty chứng khoán khác. Đấy, nhưng mà trước mắt thì các bạn cứ làm với cả cái chứng khoán của ngân hàng quân đội để đi. Đấy, chứng khoán MB tôi thấy nó cũng khá là tiện và tôi cũng đã công tác ở đây khá là lâu năm và tôi có thể hỗ trợ các bạn được tận tình hơn. Các bạn chuẩn bị điện thoại để căn cước công dân, sau đó chúng ta sẽ điền những cái thông tin cá nhân vào, sau đó chúng ta sẽ tải chứng minh nhân dân lên. Đấy, và chúng ta lựa chọn những cái dịch vụ mà chúng ta sẽ giao dịch. Và cái phần quan trọng đó là chúng ta cần phải quét cái khuôn mặt của chúng ta để nó nhận diện, để cái hệ thống nó xác định rằng cái đúng là cái ông này, đúng là cái người này đấy, với cái chứng minh nhân dân căn cước công dân này đang mở cái tài khoản chứ không phải ai khác. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta tải cái chữ ký lên để chúng ta có thể rút được tiền ra. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn nhé. Nhà đầu tư chú ý này, đấy tôi sẽ mô tả bằng cái phần chữ viết như thế này, đấy ở cái phần giữa này, đấy, đây những cái phần lưu ý. Còn đâu nhà đầu tư các bạn nhìn phía sang phía tay trái của màn hình, đây là cái phần video, đấy tức là cái phần tay phải của tôi, tức là phía tay trái của các bạn, đấy cái phần này, này. Đấy là cái phần video, đấy tôi sẽ mô tả từng các bước ở trong đó. Và các bạn có thể làm theo. Đấy, các bạn có thể dừng cái video này lại và làm theo từng bước một ở trong cái video này. Cái video này thì tôi làm trong cái thời gian ở vài ngày, nhưng mà tôi đã sắp xếp lại và đưa những cái thông tin cần thiết vào cái dạng nốt ở đây. Các bạn có thể dừng cái video này lại. Đấy, chúng ta làm đến bước nào thì chúng ta dừng cái video lại ở bước đó. Làm xong rồi, đấy thì chúng ta tiếp tục chuyển sang cái bước tiếp theo. Thế bây giờ chúng ta sẽ thao tác mở cái tài khoản chứng khoán nhé. Đầu tiên thì chúng ta cài cái app MBS Mobile ở trên CH Play hoặc là trên
App Store tùy cái điện thoại thông minh của chúng ta. Sau đó chúng ta chọn vào cái phần mở tài khoản eKYC. Xong rồi chúng ta điền những cái thông tin như là số điện thoại, email, chụp ảnh chứng minh nhân dân, kiểm tra hoàn thiện thông tin. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thao tác này. Đầu tiên là chậm, các bạn chú ý cái video ở cái phía bên trái này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tải cái app MBS Mobile. Đây. Đấy, nó có biểu tượng hình ngôi sao này và MBS đây. Tên là chứng khoán MBS Mobile của chứng khoán MB, chứng khoán MB. Đấy. Các bạn cứ dừng cái video này lại. Đấy, chúng ta tải cái app này, cài đặt xong đi. Đấy, rồi chúng ta từng bước chúng ta thực hiện. Thì chúng ta cũng không vội vàng gì cả. Đấy, tải xong rồi thì các bạn mở cái app này ra. Và phần dưới này nó có cái phần mở tài khoản eKYC, eKYC đấy. Đấy, thì chúng ta click vào đấy. Nó sẽ yêu cầu chúng ta là cấp một vài quyền thì chúng ta cấp quyền cho nó. Sau đó thì chúng ta điền những cái thông tin theo cái hướng dẫn của cái việc mở app thôi. Đấy, ví dụ như số điện thoại thì điền cái số điện thoại tôi đang dùng này, email thì tôi điền vnupchain@gmail.com, thì các bạn cứ điền thông tin cá nhân của mình vào. Các bạn điền thông tin cá nhân của mình vào đây. Đấy, xong chúng ta ấn tiếp tục. Tiếp tục thì nó sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là cái bước chụp ảnh chứng minh nhân dân. Đấy, thì chúng ta chuẩn bị sẵn chứng minh nhân dân, căn cước công dân còn hiệu lực. Đấy, sau chúng ta chụp lên. Đấy, nó sẽ quét cái thông tin ở trong cái chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của chúng ta ấy, để nó làm cái thông tin để chúng ta mở tài khoản. Các bạn lưu ý là chúng ta chụp cả hai mặt rõ ràng đầy đủ. Đấy, thì nó mới quét được và nó mới quét đúng được. Đấy, sau khi nó đã quét xong ấy, thì nó sẽ hiển thị cái thông tin như thế này. Đấy, chúng ta cần kiểm tra một lần nữa xem nó đã đúng chưa. Đấy, chọn cái giới tính. Đấy, chọn nơi lưu ý là cái số giấy tờ nơi cấp ngày cấp nó phải chuẩn với cả cái chứng minh nhân dân của chúng ta. Đấy, chúng ta kiểm tra lại và lại ấn tiếp tục ở phía dưới. Sau khi mà đã kiểm tra và xác nhận cái thông tin này là đúng ấy, thì chúng ta ấn tiếp tục ở phía dưới và chúng ta chuyển sang cái bước tiếp theo. Đấy. Cái bước tiếp theo là cái bước đăng ký dịch vụ. Đấy, tức là ngoài cái dịch vụ là việc mà chúng ta mua chứng khoán ra đấy, thì cái việc mua cổ phiếu thì là cái dịch vụ đơn giản nhất rồi, thì nó có nhiều cái dịch vụ khác, ví dụ như là có dịch vụ margin, có dịch vụ chứng khoán phái sinh đấy, hoặc là cái quản lý dịch vụ ấy. Thì theo cái lời khuyên của tôi thì các bạn nên chọn hết đi, chúng ta cứ chọn hết. Tôi sẽ hướng dẫn trong cái video này, ví dụ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là mua 100 cổ phiếu đầu tiên. Đấy, trong cái video khác tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng margin, trong video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn giao dịch chứng khoán phái sinh đấy, vân vân và vân vân đấy. Nhưng mà chúng ta cứ chọn hết đi, bởi vì nó cũng không phát sinh thêm cái chi phí gì đâu, chỉ khi mà chúng ta sử dụng đến cái dịch vụ đó thì nó mới phát sinh thôi. Còn bây giờ các bạn cứ chọn hết cái dịch vụ ấy, nó không có vấn đề gì cả, mà sau này nếu mà có nhu cầu ấy, thì chúng ta đỡ phải chọn lại nó phức tạp ra. Còn cái dịch vụ quản lý tài khoản ấy, thì theo cái quan điểm của tôi, nếu mà các bạn mới thì các bạn nên chọn dịch vụ có broker hỗ trợ, tức là có nhân viên chăm sóc cái tài khoản của mình, các bạn cũng sẽ không mất phát sinh cái chi phí gì. Mà cái vấn đề này là cái vấn đề giữa người chăm sóc và công ty, thì công ty người ta sẽ trích cái phần phí giao dịch của các bạn, chứ một phần phí giao dịch trả cho cái người broker đó. Đấy, ví dụ như là các bạn đang mở tại chứng khoán MB chẳng hạn đấy, thì các bạn có thể nhập cái ID của nhân viên chăm sóc, các bạn chọn cái dịch vụ của broker xong rồi nhập cái ID nhân viên chăm sóc là 8969, tức là tôi ấy, tức là Nguyễn Đăng Sơn, nó sẽ hiện là 8969 là cái nhân viên chăm sóc của các bạn đấy. Thì khi các bạn nhập như thế này thì nếu mà các bạn khi mà các bạn mở tài khoản này rồi nộp rút tiền rồi là giao dịch, nếu mà có vấn đề khó khăn thì tôi mới có thể kiểm tra cái tài khoản các bạn và hỗ trợ được các bạn. Ngoài ra là nếu sau này các bạn cần có nhu cầu tư vấn đầu tư giao dịch thì tôi cũng sẽ hỗ trợ được. Đấy, còn nếu mà các bạn những cái đấy không cần thì hãy coi như đây là cái việc ủng hộ cho tôi tiếp tục làm những cái video hướng dẫn hoặc là những video chia sẻ kiến thức ở trên VN Upchain. Lưu ý là chọn cái dịch vụ có broker ở đây. Và sau đó thì chúng ta nhập cái ID nhân viên chăm sóc đó là 8969. Sau khi đã chọn như thế này rồi thì chúng ta ấn phần tiếp tục. Chúng ta chọn tiếp tục. Thì nó sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, đó là nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã OTP.
một cái mã OTP về cái số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký mở tài khoản ấy, thì các bạn nhập cái mã OTP này vào trong cái app. Đấy, sau khi mà nhận được cái OTP và gửi về điện thoại thì chúng ta nhập cái OTP vào trong cái app thôi. À, lúc đó thì nó sẽ hệ thống nó sẽ sinh ra một cái tài khoản cho chúng ta tại chứng khoán, tài khoản chứng khoán của chúng ta. Đấy. Và nó sẽ ra một cái thông báo là quý khách đã mở tài khoản thành công với số tài khoản như thế này. Đấy. Xong như thế này rồi thì chúng ta vẫn vẫn chưa xong nhé. Còn chúng ta còn một bước nữa, đó là chữ xác thực tài khoản eKYC. Cái bước này chúng ta sẽ quét cái khuôn mặt của chúng ta. Đấy, cái bước này thì thực ra nó rất là đơn giản, là các bạn chọn tiếp tục. Sau đó là hệ thống nó sẽ yêu cầu chúng ta là quét cái khuôn mặt của chúng ta. Đấy, xác thực khuôn mặt thì chúng ta giữ điện thoại, và nếu mà hệ thống nó yêu cầu chúng ta quay sang trái thì chúng ta quay sang trái, quay sang phải thì quay sang phải. Để giữ khuôn mặt thì giữ khuôn mặt ở giữa. Đấy, sau khi mà đã xác thực cái khuôn mặt này xong rồi, đấy, thì chúng ta mới có cái tài khoản để chúng ta đăng nhập và có thể đăng nhập được vào trong cái hệ thống của công ty chứng khoán. Đấy. Các bạn sẽ nhận được một cái email và một cái tin nhắn, trong đó thì nó sẽ liệt kê là cái số tài khoản của chúng ta này, cái mật khẩu này, mã pin này. Đấy. Thì chúng ta dùng cái thông tin đó chúng ta đăng nhập vào cái app MBS Mobile mà chúng ta vừa để tải về đấy. Đấy. Nó sẽ có dạng là 005C. Đấy, với khoảng 6 số đằng sau, với cả 6 số đằng sau nữa, với cả cái đuôi. Đấy, thì chúng ta đăng nhập bằng cái 6 số sau chữ C. Đấy, nó dạng như thế này, ví dụ như là 360458. Đấy, chúng ta sẽ đăng nhập vào cái app MBS Mobile mà vừa nãy chúng ta mới tải về xong đấy. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đăng nhập vào trong cái app và chúng ta sẽ hoàn thiện cái tài khoản, hoàn thiện nốt cái tài khoản. Chúng ta sẽ đăng nhập vào trong cái tài khoản, chúng ta lấy cái Smart OTP, tức là nó giống như một cái mật khẩu để chúng ta đặt lệnh ấy, và chúng ta sẽ tải cái chữ ký lên để cho nó hoàn thiện cái tài khoản của chúng ta. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn nha. Đấy, đây là cái video các bạn đang chú ý bên trái màn hình của các bạn, phía bên trái màn hình của các bạn nhé. Đấy, đấy, chúng ta sẽ ấn vào phần đăng nhập, sau đó là chúng ta sẽ nhập 6 số tài khoản của chúng ta. Ví dụ như là tôi nhập 6 số tài khoản của tôi chẳng hạn. 6 số tài khoản của tôi là 066142. Đấy. Các bạn chỉ nhập 6 số thôi nhé. Đấy. Tiếp theo là các bạn nhập mật khẩu vào. Đấy, tôi che mật khẩu phần này thôi. Đấy, rồi chúng ta ấn đăng nhập. Đấy. Nó sẽ hỏi chúng ta là có muốn sử dụng một sinh trắc học vân tay, ví dụ quét khuôn mặt hoặc vân tay. Đấy, các bạn có thể đồng ý hoặc là cài đặt xong cũng được. Đấy. Sau khi đã vào rồi thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là đăng ký Smart OTP để thực hiện. Thì chúng ta phải đăng ký nhé, chúng ta phải đăng ký cái này để có thể giao dịch được trên cái app này. Đấy, chúng ta lưu ý là chúng ta phải đăng ký cái này để nó giống như là một cái mật khẩu để chúng ta giao dịch chứng khoán vậy. Để chúng ta click vào cái phần đồng ý, và sau đó là cái phần bên dưới này chúng ta sẽ click vào cái phần là đồng ý với những cái điều khoản về và điều kiện sử dụng Smart OTP. Đấy. Sau đó là chúng ta xác nhận thôi. Thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã OTP về trên cái điện thoại như thế này. Đấy, nó sẽ thông một cái mã OTP của 6 số như này. Đấy, chúng ta nhập cái 6 số đấy vào để xác thực rằng đúng là chúng ta và cái điện thoại này là của chúng ta, là chúng ta đang đăng nhập với cái tên và tài khoản là chính xác. Đấy. Sau đó thì các bạn phải thiết lập một cái mã OTP cho riêng mình. Đấy. Lưu ý là cái mã pin này để nhận OTP các bạn phải tự lấy và tự đánh số. Đấy. Ví dụ như là đây là tôi đặt ví dụ là 123456. Đấy, 123456. Đấy, các bạn có thể đặt cái số khác, số là gần gũi với các bạn nhưng lại khó hiểu đối với người khác thì càng tốt. Đấy, ví dụ tôi đặt 123456 trong cái ví dụ trong cái video này thôi. Làm xong video này tôi sẽ phải thay đổi cái mã pin. Đấy. Không nên là đặt 123456 như tôi nhé. Đấy, các bạn đặt mã pin là 123456. Đấy. Lát nữa thì tôi sẽ thấy các bạn sẽ thấy tôi sử dụng cái mã pin này. Đấy, nó sẽ thông báo là quý khách đã đăng ký dịch vụ Smart OTP thành công, và cũng sẽ có một cái tin nhắn của chứng khoán MBS gửi về. Đấy. Thế là xong rồi, chúng ta xong cái phần lấy Smart OTP. Thế sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang đến cái phần là tải chữ ký.
Đây là vẫn là những cái phần mà trong cái phần hoàn thiện tài khoản nhé. Chúng ta vẫn phải hoàn thiện tài khoản, và đây vẫn là trong cái phần mở tài khoản và hoàn thiện tài khoản. Đấy, thì chúng ta tải chữ ký thì đơn giản thôi. Các bạn ký chữ ký ra cái giấy trắng, dùng bút ký chữ ký ra cái giấy trắng. Như vừa nãy tôi có hướng dẫn các bạn là chúng ta phải chuẩn bị những cái thông tin ấy, những cái công cụ ấy. Đấy, xong chúng ta chọn vào cái phần mở rộng. Đấy, xong chọn tiếp vào cái phần cài đặt. Đấy. Sau đó thì chúng ta chọn vào cái phần đăng ký chữ ký. Đấy. Click vào cái phần đăng ký chữ ký thì nó sẽ hiện lên cái mục là chụp ảnh cho chúng ta. Đấy, thì chúng ta ấn vào cái phần chụp ảnh, sau đó là chúng ta lựa cái chữ ký mà chúng ta vừa mới ký ấy, chúng ta chụp và ấn gửi lên. Đấy, lưu ý là các bạn chụp sao nó vừa khung hình, chụp đủ ánh sáng, đủ độ nét. Đấy, như cái trên cái màn hình mà tôi đang miêu tả ở đây. Sau đó thì khi mà các bạn đã ấn gửi rồi ấy, thì nó sẽ hiển thị một cái thông báo như thế này, tức là MBS đã tiếp nhận chữ ký của quý khách. Đấy, và sau khi mà MBS họ xác nhận được cái chữ ký này xong thì các bạn cái bước sau chúng ta mới có thể chuyển tiền ra khỏi cái tài khoản chứng khoán của chúng ta, tức là chúng ta chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra cái tài khoản ngân hàng được. Đấy, còn nếu các bạn mà chưa làm cái bước xác thực chữ ký này, chụp ảnh chữ ký này, thì các bạn sẽ không chuyển tiền ra được nhé. Đấy, lưu ý các bạn là chúng ta sẽ không chuyển tiền được ra nếu mà chưa làm cái bước tải ảnh chữ ký này ra. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong bước 1 rồi. Ở đây là chúng ta sẽ xong hết cả bước 1 rồi. Đấy, nếu mà các bạn xem cái video này lần đầu thì các bạn dừng cái video này lại ở đây. Đấy, chúng ta xong cái việc là mở tài khoản đi. Đấy, còn nếu mà các bạn đã có tài khoản rồi, đấy, mở tài khoản theo hướng dẫn của tôi trong những cái video trước, thì các bạn chuyển sang cái bước tiếp theo. Nhiều nhà đầu tư là chưa biết cách nộp tiền, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn nhà đầu tư chúng ta nộp tiền vào, chúng ta nộp tiền vào tài khoản chứng khoán, bởi vì là đơn giản là phải có tiền thì chúng ta mới mua cổ phiếu được. Đấy, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo là nộp tiền vào tài khoản chứng khoán. Để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán ấy thì có nhiều cách. Tôi sẽ mô tả một vài cách ở bên phía dưới phần mô tả nữa, nhưng mà cách đơn giản nhất là chúng ta nộp tiền thông qua BIDV với cái kênh là định danh tài khoản. Đấy. Định danh tài khoản nghĩa là như thế nào? Tức là thông qua ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV đấy, thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái tài khoản đấy, gần giống với cái tài khoản chứng khoán của chúng ta. Đấy, và chúng ta nhập cái tài khoản đấy vào thì nó sẽ tự động hiển thị tên của chúng ta, và chúng ta chuyển tiền vào cái tài khoản đó tại BIDV thì cái tài khoản chứng khoán của chúng ta nó sẽ có tiền. Đấy. Cụ thể là như sau, cụ thể đó là cái phần mà trong cái phần mà người nhận tiền ấy, các bạn mở cái app ngân hàng của các bạn ra. Tôi không cần biết là chúng ta chuyển sử dụng cái ngân hàng nào đấy, nhưng mà chúng ta cứ chọn cái người nhận là cái ngân hàng nhận đấy là ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV. Đấy. Cái số tài khoản sẽ là cái số tài khoản nhận tiền đấy, nó sẽ bắt đầu là 9612. Lưu ý là cái 9612 là bắt buộc nhé. Sau đó là nó sẽ có dạng là A B C D E F, thì A B C D E F thì nó sẽ là cái số tài khoản của chúng ta tại chứng khoán MB. Đấy, vừa đấy chúng ta cái số tài khoản mà khi nãy chúng ta dùng để đăng nhập ấy, đấy thì nó sẽ là 9612 cộng với cả 6 cái số đấy, cộng với cái đuôi 1 nữa, cộng với cả cái số 1 đằng sau. Bởi vì là trong cái tài khoản của chúng ta nó thường nó sẽ có hai cái đuôi, đuôi 1 và đuôi 8. Đuôi 1 thì là đuôi thường và đuôi 8 là đuôi margin. Margin tức là có thể sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán ấy. Nếu các bạn mới thì theo tôi thì các bạn nên nộp tiền vào đuôi 1, là coi như chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta chơi từng đấy, chúng ta mua từng đấy thôi. Đấy thì nó sẽ cái số tài khoản nhận tiền sẽ là 9612. Đấy, ABCDEF, trong đó ABCDEF là cái số tài khoản tại chứng khoán MB và cái đuôi 1 nữa. Đấy. Và sau khi chúng ta nhập ấy, thì chúng ta nhập xong chúng ta click vào cái phần tên tài khoản hoặc chúng ta enter ấy, thì cái phần tên tài khoản ấy nó phải tự động hiện nhá. Đấy, lưu ý là nó phải tự động hiện. Còn nếu mà nó không tự động hiện ấy thì có thể là chúng ta cái phần số tài khoản chúng ta nhập sai. Đấy. Chúng ta nhập thiếu, chúng ta nhập sai. Hoặc là có thể là cái hệ thống nó lỗi, lúc đấy nó không hiển thị được tên.
thì các bạn lúc đấy có thể dừng lại, chúng ta nộp tiền sau, hoặc là chúng ta kiểm tra lại cái số tài khoản đấy, hoặc là nếu mà không được ấy, thì các bạn vui lòng liên lạc với tôi để tôi hỗ trợ, chứ các bạn đừng chuyển tiền khi mà cái số cái tên người nhận nó không tự động hiện các bạn đấy. Ví dụ như là các bạn tên là Nguyễn Văn A chẳng hạn mà cái tên tài khoản nó lại hiện là Nguyễn Đăng Sơn thì như vậy là sai rồi, các bạn đừng chuyển, các bạn dừng lại và các bạn xem lại xem là mình đang mắc ở đâu, sai ở đâu thì chúng ta hãy chuyển tiền. Đấy, đây là cách chuyển tiền mà nó sẽ đảm bảo cái sự chính xác, tiền chắc chắn là sẽ vào trong tài khoản của các bạn. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn nộp tiền nhé. Đấy, như các bạn đã thấy là đây, ở đây là cái tôi chưa có một cái đồng nào ở đây trong cái đôi một ở đây. Đấy, sức mua của tôi bằng không, đấy mua tối đa bằng không. Đấy, ở cái đôi một là 0661 với 2 đôi 1 là tôi chưa có đồng tiền nào. Sức mua hiện tại của tôi ở đây bằng 0. Đấy, bây giờ tôi sẽ chuyển qua cái app ngân hàng. Đấy, chúng ta sẽ mở cái tài khoản ngân hàng ra. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ chuyển tiền vào cái tài khoản chứng khoán. Đấy, chúng ta chọn chuyển tiền này. Đấy, chuyển đến tài khoản ngân hàng. Đấy, không cần biết là các bạn sử dụng ngân hàng nào nhé, chúng ta cứ chọn cái ngân hàng chuyển đến, cái ngân hàng nhận đấy là ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV. Đấy, chúng ta cái ngân hàng đến là BIDV. Tiếp theo là cái phần số tài khoản. Số tài khoản các bạn lưu ý là nó luôn bắt đầu bằng 9612. Đấy, xong đó chúng ta nhập đến 6 số tài khoản của chúng ta. Đấy, cộng với cái đuôi là cái đuôi 1. Đấy, thì khi đó cái tên tài khoản phía dưới này, tên tài khoản phía dưới này, đấy nó sẽ tự động hiện. Đấy, nó phải tự động hiện nhé. Nếu mà không tự động hiện là chúng ta đang làm sai hoặc là thiếu ở đâu đấy. Đấy, hoặc là hệ thống nó đang lỗi thì chúng ta cũng chưa chuyển tiền được. Đấy, sau đó chúng ta nhập số tiền vào thôi. Chúng ta nhập số tiền vào và chuyển tiền. Thì với cái cách làm như thế này thì chắc chắn là nó sẽ chuyển đến cái tài khoản chứng khoán chúng ta. Cái phần nội dung các bạn ghi tùy chọn hoặc bỏ qua cũng được. Đấy, quan trọng là nó phải đúng cái số tài khoản. Đấy, để chúng ta nội dung có thể ghi thoải mái hoặc bỏ qua cũng được. Đấy, các bạn lưu ý các bạn là chúng ta ghi cái số nhận tiền luôn bắt đầu bằng 9612. Đấy, và cái tên tài khoản nó phải tự động hiện. Rồi. Sau khi mà chúng ta đã chuyển tiền vào rồi, đấy thì là cái phần mà nhiều nhà đầu tư chưa làm bao giờ. Đấy, cái việc mở tài khoản chúng ta có thể mở rồi. Đấy, chuyển tiền thì chúng ta chuyển tiền đi nhiều nơi rồi, mỗi ngày chúng ta có thể chuyển tiền đến vài lần cho người này người kia, nhưng mà cái việc mà mua cổ phiếu ấy, mua chứng khoán thì nhiều người vẫn chưa làm bao giờ. Thì hôm nay chúng ta sẽ lần đầu làm cái chuyện đấy nhá. Đấy, chúng ta sẽ mua 100 cổ phiếu đầu tiên. Tại sao lại phải mua 100 cổ phiếu, không phải mua 10 hay là 5 hay là 20 cổ phiếu? Bởi vì là hiện nay cái quy định hiện nay là chúng ta phải mua ít nhất là lô 100 cổ phiếu. Ít nhất là lô 100 cổ phiếu nha, chúng ta không được mua thấp hơn. Chúng ta có thể mua 100, 200, 1000, 2000. Đấy, nó phải là bội số của 100. Đấy, chúng ta không được mua khoảng 5 cổ phiếu, 10 cổ phiếu. Đấy. Thì vừa nãy các bạn đã thấy là tôi đã chuyển tiền vào rồi. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là sau khi chuyển tiền một lúc một thời gian thì cái hệ thống nó sẽ duyệt cái tiền của tôi, thì cái sức mua ở đây chúng tôi nó sẽ hiển thị. Và đấy, tôi chuyển 10 triệu thì sức mua nó hiện 10 triệu. Các bạn chọn cái tài tiểu khoản, lưu ý là chúng ta chuyển vào cái đuôi 1 thì ở đây nó phải là số 1. Đấy, chọn cái tài khoản đây, với sức mua nó sẽ hiện thị 10 triệu. Thì tôi có thể dùng 10 triệu này tôi đi chợ mua cổ phiếu được. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lệnh mua cổ phiếu nhé. À, lưu ý với các bạn là chúng ta phải đặt lệnh trong cái phiên giao dịch. Đấy, khi tức là khi mà cái chợ nó mở thì chúng ta mới đi chợ được. Đấy, chúng ta phải đặt lệnh trong cái phiên giao dịch sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu. Sáng là bắt đầu từ 9 giờ tới 11 giờ 30. Chiều bắt đầu từ 1 giờ chiều cho kết thúc vào lúc 2 giờ 45 phút chiều. Đấy, trong khoảng thời gian đấy thì các bạn đặt lệnh thì cái lệnh nó mới khớp được. Đấy. Còn lúc khác thì đặt lệnh thì cái chợ chưa mở thì lúc đấy chúng ta chỉ đứng xếp hàng ở bên ngoài thôi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đặt lệnh nhé. Đấy. Đầu tiên là chúng ta chọn cái mã chứng khoán. Đấy, chúng ta phải biết là chúng ta mua cái gì, hôm nay chúng ta mua rau hay là chúng ta mua thịt. Đấy, thịt của
bà A hay là thịt của bà B, hôm nay chúng ta sẽ mua rau muống hay là rau cải, kiểu kiểu như vậy. Tức là chúng ta phải chọn mã chứng khoán, thì các bạn phải có mã chứng khoán đấy, ví dụ như là Vinamilk, FPT, SHB, Vietcombank các thứ đấy. Các bạn khi chọn mã chứng khoán ở cái phần tìm kiếm mã này đấy, tiếp theo là chúng ta chọn cái điều khoản. Thì cái điều khoản thì chúng ta nộp tiền vào đâu thì chúng ta chọn cái điều khoản đấy thôi. Đấy, và cái phần đặt lệnh thì chúng ta là chọn mua. Và cái phần quan trọng nhất là chúng ta cần phải nhập giá. Đấy, nhập giá và nhập khối lượng để có thể mua được. Sau khi nhập những cái thông tin này rồi thì chúng ta sẽ nhập cái smart OTP mà vừa nãy chúng ta lấy ấy, chúng ta mà tôi đặt 1 2 3 4 5 6 để lấy cái mã smart OTP đấy, là chúng ta xác nhận thôi. Đấy, bây giờ chúng ta các bạn quan sát bên bên phải nhé, tôi sẽ hướng dẫn này. Đầu tiên khi mà các bạn đăng nhập vào cái tài khoản ấy thì thường nó sẽ ở cái tab đặt lệnh luôn, nó sẽ ở cái tab đặt lệnh luôn ở phía dưới này. Đấy, còn nếu mà chúng ta lỡ kích sang cái phần thị trường hay là cái tab khác ấy, thì chúng ta quay cứ trở lại cái tab ở giữa này là cái tab đặt lệnh. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là mua chứng khoán. Đấy, tôi đã nộp tiền vào đây rồi cho nên là nó sẽ có tiền ở đây. Ở cái phần trên này là cái phần mà chúng ta tìm kiếm mã. Đấy, chúng ta sẽ gõ cái mã chứng khoán ở đây. Chúng ta muốn mua cái mã gì thì chúng ta gõ cái mã ở đây. Đấy, còn cái tài khoản điều khoản này thì chúng ta phải chọn thì nó mới có tiền. Đấy, ví dụ như là SHB chẳng hạn, ví dụ tôi mua cổ phiếu SHB. Đấy, sau đó nó sẽ nhảy xuống cái phần giá luôn, thì chúng ta sẽ chọn cái phần giá. Ví dụ hiện nay là đang là khớp lệnh ở giá 21.05 chẳng hạn. Đấy, tôi đặt mua ở đây là giá 21.1 thì nó sẽ khớp luôn, nó cao hơn mà. Đấy. 21.1 tức là 21.100 đấy. Còn đây là 21.050 đồng. Còn bây giờ đấy 21.050 đồng. Đấy, khối lượng thì chúng ta nhập 100 ở đây. Đấy, các bạn có thể nhập 100, 200 đấy, hoặc là dấu cộng này cho nhanh, 100, 200. Ví dụ ở đây chúng tôi có thể với 10 triệu nhé, 10 triệu tôi có thể mua tối đa là 473 cổ phiếu. Đấy, nhưng mà tôi chỉ mua 100 cổ phiếu thôi. Sau khi những cái thông tin này mà đã ok rồi ấy, thì chúng ta ấn đặt lệnh bên dưới này. Đấy, nó sẽ ra một cái thông báo xác nhận lệnh mua, thì chúng ta nên tập cái thói quen là kiểm tra những cái lệnh này xem nó đúng chưa. Sau đó chúng ta nhập cái mã pin. Cái mã pin chính là cái 1 2 3 4 5 6 khi nãy ấy, để hệ thống nó sinh ra một cái mã OTP và chúng ta nhập cái mã OTP này vào. Tôi tua lại cho các bạn dễ thấy này. Đấy, chúng ta ấn đặt lệnh thì nó sẽ ghi xác nhận lệnh mua, thì chúng ta ấn chấp nhận. Đấy. Sau đó thì chúng ta nhập cái mã pin 123456 khi nãy chúng ta đặt đấy. Đấy, để ra cái mã Smart OTP. Sau đó chúng ta nhập cái mã Spot OTP này, ấn chữ nhập mã OTP vào đây. Đấy, thì cái hệ thống nó sẽ đẩy cái lệnh của chúng ta đi. Lúc đó thì tùy vào giá thì nó có thể khớp luôn hay không. Ví dụ như là ở đây là các bạn sẽ thấy rằng là cái giá của tôi mua thì nó cao hơn một chút so với thị trường, thì nó khớp luôn rồi. Đấy, thì ở đây nó sẽ ra cái thông báo kết quả khớp lệnh ở đây. Đấy, là khớp này, 100 cổ phiếu trên 100 cổ phiếu, giá khớp trung bình là 21.100. Đấy, thì chúng ta có thể kiểm tra nó ở trong cái phần sổ lệnh phía dưới. Đấy, các bạn có thể thấy chúng tôi đã mua khớp hết 100 cổ phiếu SHB, Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội đấy. Đấy, cái việc mà đặt lệnh ấy thực ra nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà có thể nhiều nhà đầu tư chúng ta vẫn chưa biết cách đặt. Đấy, chúng ta chưa làm cái việc đó bao giờ, nhưng mà nếu mà làm rồi thì có thể chúng ta sẽ nghiện. Đấy, thì quý nhà đầu tư lưu ý cái điều này. Vì tôi vẫn còn tiền nên là tôi có thể mua những cái cổ phiếu khác. Ví dụ như là cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai chẳng hạn, HAG. Đấy, thì tôi cũng gõ cái mã HAG vào đây. Đấy, sau đó là tôi sẽ nhập giá, nhập khối lượng. Đấy, nhập giá và nhập khối lượng. Đấy, hoặc là tôi có thể đặt mua Vinamilk chẳng hạn. Đấy, Vinamilk thì tôi chỉ mua được tối đa là 92 cổ phiếu thôi, thì chúng ta gửi lệnh thì nó cũng không không khớp được, không đặt lệnh được. Đấy. Nhưng mà trong cái ví dụ này tôi chỉ hướng dẫn các bạn chúng ta tự mua lấy 100 cái cổ phiếu cho riêng mình, thì tôi chỉ giới hạn tôi mua 100 cổ phiếu SHB này thôi. Đấy. Và cái SHB này chúng ta lưu ý là phải 3 ngày sau thì nó mới về cái tài khoản của chúng ta nhé. Đấy. Chúng ta 3 ngày sau thì chúng nó mới về cái tài khoản của chúng ta. Nếu mà hôm nay là cái ngày mà các bạn mua chứng khoán ấy, mua cổ phiếu ấy, thì nó sẽ tính là ngày không. Đấy.
Không tính thứ bảy chủ nhật thì ngày mai sẽ là ngày 1 đấy, ngày kia thì là ngày 2 đấy, và ngày kia đấy, nó sẽ là ngày 3. Thì đến ngày 3 thì các bạn mới có thể bán chứng khoán được, bán cổ phiếu được. Đấy, còn nếu lúc đó thì giá nó có tăng hay là giảm thì các bạn cũng không bán được đâu. Đấy. Nhưng mà đấy là cách mà giao dịch mà ngắn hạn thôi. Còn tôi khuyên thì các bạn là nếu mà đã tham gia trên thị trường này thì chúng ta nên có cái tầm nhìn dài hơn một chút. Nhưng mà cái vấn đề đấy là để sau đi. Đấy. Còn bây giờ thì các bạn nếu mà các bạn mới xem video này và mới xem đến đây thì các bạn dừng cái video này lại ở đây. Đấy, chúng ta thực hiện các bước trước đi. Đấy, chúng ta đặt mua cho mình 100 cổ phiếu đi. Đấy, nếu mà chúng ta đã bắt được mua được rồi ấy thì các bạn đặt lại, để lại cái bình luận, cái comment ở bên dưới cái video này để cho tôi biết là cái hướng dẫn của tôi là nó có hữu ích đấy, hoặc là để giúp cho nhiều người chúng ta có thể tự tin để tham gia cái thị trường chứng khoán này. Chúng ta không biết cách mua cổ phiếu như thế nào đấy, chúng ta chưa biết cách bán cổ phiếu ra sao, thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái việc đó đấy, điều đấy hết. Ok, nếu các bạn đã mua xong rồi nhá, đấy 3 ngày sau thì các bạn mới có thể bán cổ phiếu được. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang 3 ngày sau đó. Bán 100 cổ phiếu đã mua. Rồi, như vậy là 3 ngày đã trôi qua và cái cổ phiếu của tôi thì nó đã về tài khoản, không biết là lãi hay lỗ. Thực ra là đùa thế thôi, chứ gần ngày nào thì tôi cũng tham gia theo dõi thị trường nên tôi biết cái cổ phiếu của tôi lãi hay lỗ. Nhưng mà trong cái video này thì hướng dẫn các bạn đấy, thì mua cổ phiếu nó cũng hên xui thôi đấy, tôi chủ yếu là hướng dẫn các bạn chứ không có ý định đầu tư 100 cái cổ phiếu này. Bây giờ chúng ta sẽ bán cái cổ phiếu mà chúng ta đã mua. 3 hôm trước thì tôi đã mua cổ phiếu SHB đấy, bây giờ chúng ta sẽ bán bao 100 cái cổ phiếu đây đi. Thì cũng như cái việc mua chứng khoán thôi, mua cổ phiếu đây thì chúng ta cũng vẫn cái bước như thế, chúng ta chọn mã chứng khoán, chọn tiểu khoản, chọn bán, chúng ta nhập cái giá mua, nhập cái khối lượng đấy, và vẫn cái việc là lấy cái smart OTP và xác nhận như bình thường đấy. Giờ các bạn quan sát bên phải đây nhá, tôi sẽ hướng dẫn này, chúng ta đăng nhập vào tài khoản như bình thường đấy, đăng nhập vào tài khoản đấy. SHB của tôi thì đang tăng tăng giá đấy, chúng ta đây SHB tăng giá, chúng ta và ấn vào cái phần đặt lệnh này ở cái tab ở giữa nhé. Đấy, ấn vào cái phần đặt lệnh, cái tab ở giữa, hoặc là chúng ta kích vào cái phần chữ SHB cũng được. Đấy. Hôm trước thì các bạn có nhớ là tôi mua ở giá là 21.100, hôm nay thì 3 ngày thì giá tăng lên là 21.950 đồng, như vậy là tôi đang có lãi. Bây giờ tôi có thể bán một cách thoải mái thôi. Đấy, thì vẫn như hôm trước, chúng ta đặt bán cái SHB này, vẫn cái ở việc như thế. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn mã ở đây. Đấy, sau đó chúng ta chọn cái tiểu khoản, chúng ta ở đây cái phần này chúng ta phải chọn bán nhá. Đấy, chúng ta nhập giá. Đấy, chúng ta phải chọn bán ở đây này. Đấy, nhập mua là chúng ta mua thêm đấy. Đấy, giá khối lượng thì tôi có 100 cổ phiếu thì tôi bán 100 cổ phiếu thôi. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ ấn gửi lệnh như bình thường. Hoặc là chúng ta có thể vào cái phần quản lý tài sản để xem chúng ta đang lãi hoặc là lỗ bao nhiêu tiền, bao nhiêu phần trăm. Thì các bạn thấy là tôi đang lãi khoảng 3% với cái việc số tiền lãi là khoảng 81.800 đồng. Đấy. Thì chúng ta có thể vào đấy, vào cái phần danh mục cổ phiếu và chúng ta xem cái phần lãi lỗ của chúng ta. Sau đó chúng ta mới quyết định bán hay không. Đấy, còn việc đặt bán thì nó vẫn như thế thôi. Đấy, chúng ta đặt những cái thông tin mà tôi đang hiển thị trên màn hình ấy. Sau đó là chúng ta ấn đặt lệnh thì nó lại hiện ra cái thông báo rồi chúng ta có muốn bán không. Sau đó là chúng ta lại nhập 1, 2, 3, 4, 5, 6 vào. Đấy, để lấy cái Smart OTP. Rồi nhập, ấn vào cái phần nhập mã OTP này. Đấy, và gửi lệnh đi. Đấy. Sau khi mà lệnh nó đã đi rồi ấy, thì chúng ta có thể kiểm tra ở cái phần sổ lệnh phía dưới. Đấy, chúng ta đã bán khớp hết cái 100 cổ phiếu. Như vậy là tôi mua ở giá Như vậy là tôi mua ở giá 21.1 và bán khớp hết ở giá 22. Đấy. Như vậy là tôi đã có lãi rồi. Đấy, phần thông tin bên dưới khối lượng khớp 100 cổ phiếu, giá khớp 22 100 cổ phiếu.
Đấy. Lưu ý với các bạn đó là cái việc mà chúng ta bán cổ phiếu ấy, thì khác với cái việc là mua ngay, thì chúng ta phải đợi 3 ngày chúng ta mới có thể bán cổ phiếu. Thì sau khi bán ấy, thì chúng ta có thể mua lại luôn. Đấy. Tức là sau khi bán ấy, chúng ta sẽ có cái sức mua, nó sẽ hệ thống nó tự ghi nhận là chúng ta đã bán rồi và nó sẽ tự động hiển thị cái sức mua của chúng ta, kể cả cái phần lãi mà chúng ta có. Đây, ví dụ như các bạn đã thấy, ví dụ như là tôi đã bán cổ phiếu rồi, đây, bán cổ phiếu và đây, cái sức mua của tôi tăng lên. Đây là cái phần tiền lãi của tôi sau khi mà thực hiện cái phi vụ 100 cổ phiếu SHB ấy. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái tiền này, chúng ta mua luôn cái cổ phiếu, mua lại cái cổ phiếu này hoặc chúng ta mua cổ phiếu khác. Đấy. Thực tế là cái tiền của chúng ta cũng phải 3 ngày mới về, nhưng mà đây là công ty chứng khoán họ cấp cho ta chúng ta một cái phần sức mua trước. Đấy, và khi mà tiền của chúng ta về thì họ sẽ thu lại cái tiền của chúng ta sau. Đấy, để chúng ta có thể giao dịch dễ dàng hơn. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái tiền mà chúng ta vừa mới bán cổ phiếu này, chúng ta lại mua, tiếp tục mua cổ phiếu. Đấy. Nhưng mà như là tôi chia sẻ thì cái việc mà giao dịch ngắn hạn này thì nó tùy thuộc vào cái giai đoạn thị trường thôi. Chúng ta nên tính kế giao dịch dài hơi hơn một chút. Đấy. Thì bây giờ tôi đã hướng dẫn các bạn là chúng ta tự mua và tự bán cổ phiếu rồi. Đấy. Bây giờ thì chúng ta bán cổ phiếu xong thì chúng ta lại có sức mua và có thể tiếp tục mua bán và đầu tư những cái con cổ phiếu khác. Đấy. Cái việc này thì nó rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần làm một lần. Đấy. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn rất là cụ thể trong cái video này, nhưng mà các bạn chỉ cần làm một lần, các bạn thấy nó rất là dễ dàng. Đấy. Và đôi khi cái việc dễ dàng đó thì có thể khiến chúng ta nghiện mua bán cổ phiếu. Cái điều này thì không nên. Đấy, không nên chút nào. Chúng ta nên có cái chính sách, cái chiến lược để giao dịch nó hiệu quả và nó rõ ràng hơn là cái việc mà nghiện mua bán cổ phiếu. Đấy. Sau khi mà chúng ta đã bán cổ phiếu ra rồi, đấy, giả sử là chúng ta là có lợi nhuận rồi, đấy, thì chúng ta sẽ có nhu cầu là chúng ta sẽ có nhu cầu rút tiền ra. Đấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái phần cuối của cái video này, đó là tôi hướng dẫn các bạn rút tiền ra ngoài nhé. Để chúng ta rút tiền ra ngoài để giao dịch, để mua nhà, mua xe, chi tiêu nhỏ những cái mục đích cá nhân. Đấy, chúng ta rút tiền từ tài khoản chứng khoán của chúng ta ra cái tài khoản ngân hàng. Đấy. Bởi vì là các bạn chưa đăng ký cái tài khoản ngân hàng với cả công ty chứng khoán. Đấy, từ đầu đến giờ tôi chưa hướng dẫn các bạn đăng ký cái tài khoản ngân hàng với công ty chứng khoán. Thì bây giờ chúng ta phải đăng ký đã. Đấy. Thì chúng ta phải đăng ký. Thì các bạn vào cái phần mở rộng, vẫn là cái trên cái app của chúng ta ấy, chúng ta vào cái phần chuyển tiền, chúng ta chọn cái phần chuyển tiền ra tài khoản ngân hàng, thêm mới một cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Đấy. Tài khoản ngân hàng của chúng ta phải trùng với cả tài khoản chứng khoán, tức là trùng tên ấy. Ví dụ là Nguyễn Đăng Sơn là cái tên tài khoản chứng khoán chẳng hạn, thì cái tên tài khoản ngân hàng nó cũng phải thế chứ, không thể nào chuyển sang cho ông Nguyễn Văn A được. Đấy. Và chúng ta chuyển tiền ra thôi. Bây giờ tôi hướng dẫn ở bên các bạn trong cái video bên phía tay trái màn hình nhé. Đấy. Như các bạn thấy đây là cái tài khoản tiền của tôi. Đấy, tài khoản ACB. Hiện nay nó chỉ có 21.709 đồng thôi. 21.709 đồng. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra. Đấy, thì chúng ta quay lại kiểm tra cái tài khoản ACB ngân hàng, xem là tiền nó sẽ thay đổi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại là cái app của chúng ta. Đấy, cái app chúng các bạn vào phần mở rộng và giao dịch tiền. Đấy, mở rộng bên dưới, chọn giao dịch tiền và chuyển tiền ra ngân hàng. Đấy, chuyển tiền ra ngân hàng đây. Ở đây thì tôi có sẵn cái tài khoản ngân hàng rồi. Nếu các bạn chưa có thì chúng ta click vào cái phần tài khoản nhận này và chọn thêm người thụ hưởng. Đấy, các bạn chọn thêm người thụ hưởng đây. Đây là tôi nhập cái tài khoản ACB của tôi nhé. Đấy, chọn là số tài khoản này, các bạn nhập số tài khoản của mình vào đây. Đấy. Tôi sẽ nhập cái số tài khoản của tôi vào. Ngân hàng thì chúng ta chọn cái ngân hàng của mình thôi. Ví dụ ngân hàng ACB của tôi thì tôi chọn ACB, tỉnh thành phố thì chọn Hà Nội. Đấy. Nếu mà chi nhánh mà các bạn không nhớ thì các bạn có thể ghi là hội sở hoặc là Hà Nội, nhưng tốt nhất là các bạn hỏi lại cái chi nhánh cho nó rõ ràng. Đấy, tránh sai sót. Sau đó là chúng ta vào cái phần thêm mới. Đấy, thì cái tài khoản ngân hàng của chúng ta nó sẽ được thêm vào trong cái tài khoản chứng khoán. Đấy, sau khi thêm rồi thì chúng ta có thể chuyển tiền ra ngoài. Đấy. Để dừng lại video một chút, đây là các bạn thấy là
Mặc dù là cái sức mua của tôi là 10 triệu đấy, nhưng mà cái tiền mặt của tôi chuyển ra ngoài ấy chỉ có khoảng 8 7 triệu 8 thôi. Tại sao như thế? Bởi vì là cái tiền của tôi nó chưa về. Mà cái sức mua ấy là một phần trong đó là công ty chứng khoán họ cấp cho chúng ta trước để chúng ta mua chứng khoán thôi. Đấy, còn cái tiền mặt hiện tại của chúng ta nó chỉ là còn 7 triệu 8 thôi. Đấy. Còn nếu mà chúng ta muốn chuyển nốt cái phần còn lại ấy, cái phần vừa mới bán SHB đi ấy, thì chúng ta phải đợi 3 ngày sau để tiền về thì chúng ta mới chuyển nốt ra ngoài được. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ chuyển được 7 triệu 8 thôi. Đấy. Bây giờ thì tôi đã thêm cái tài khoản ngân hàng của tôi vào đây rồi. Thì các bạn cũng tự thêm cái tài khoản ngân hàng của mình vào. Sau đó các bạn nhập cái số tiền chuyển ra thôi. Đấy. Nhập cái số tiền chuyển ra. Ví dụ như là nhập 1 triệu vào đây chẳng hạn. Đấy. Nội dung thì các bạn có thể ghi tùy ý. Đấy. Các bạn có thể làm cái bước này trước cái bước là mua bán chứng khoán cũng được. Đấy, chúng ta thực tập là nộp tiền vào rồi rút tiền ra trước, sau đó chúng ta mới đến cái bước mua bán chứng khoán cũng được, không sao. Đấy. Thì các bạn lại nhập cái mã pin 1 2 3 4 5 6. Đấy, không nên đặt là 1 2 3 4 5 6 như tôi nhé. Nên đặt cái số khác đi. Đấy, sau đó chúng ta xác nhận và nó sẽ yêu cầu thông tin với chúng ta là yêu cầu thành công. Đấy, chúng ta có kiểm tra đấy, cái thông tin. Sau đó thì chúng ta chờ thôi. Đấy, chúng ta sau khi mà chúng ta đã chuyển tiền ra rồi ấy, thì chúng ta có thể quay trở lại mua bán chứng khoán. Tất nhiên là khi mà chuyển tiền ra thì cái sức mua nó sẽ giảm. Chúng ta chuyển 1 triệu ra thì cái sức mua nó sẽ giảm 1 triệu. Đấy. Còn nếu mà chúng ta chuyển nhiều hơn thì cái sức mua cũng giảm nhiều hơn. Sau đó chúng ta chờ cái việc chuyển tiền ra ngoài thẻ ngân hàng ấy thì nó có thể nhanh hoặc là chậm tùy vào cái thời gian mà các bạn chuyển ra hoặc là tùy vào cái ngân hàng. Đấy. Ví dụ như là ngân hàng Agribank thì tôi thấy thường sẽ chậm hơn những cái ngân hàng khác chẳng hạn. Đấy. Sau khi mà đợi một thời gian thì chúng ta kiểm tra lại cái tài khoản ngân hàng của chúng ta thấy có cái tiền nổi đây rồi, vừa nãy chỉ có 21.709 đồng thôi, bây giờ tôi chuyển 1 triệu ra thì nó thành 1.021.709 đồng. Đấy, thì là cái tiền của chúng ta đã được rút ra từ cái tài khoản chứng khoán của chúng ta ra cái tài khoản ngân hàng rồi. Như vậy thì là trên đây thì tôi đã hướng dẫn quý nhà đầu tư và các bạn, chủ yếu là hướng dẫn các bạn chúng ta mua thử 100 cái cổ phiếu đầu tiên đấy, mà không phải nhờ cậy ai, không phải đứng tên một cái tài khoản khác trên chính cái tài khoản chính chủ của chúng ta đấy. Nhưng mà trước khi để mua được cái tài khoản, mua 100 cổ phiếu đấy thì chúng ta phải mở cái tài khoản chính chủ và nộp tiền vào cái tài khoản chính chủ đấy. Và đã mua rồi thì có lúc mà chúng ta sẽ cần phải muốn bán cổ phiếu để cắt lỗ hoặc là chốt lời đấy. Và sau khi đã chuyển thành tiền rồi thì chúng ta sẽ có nhu cầu là rút tiền ra. Đấy. Như vậy thì đây là những cái bước đầu tiên để các bạn tham gia vào cái thị trường chứng khoán. Đấy. Có thể chúng ta đã học rất nhiều cái phân tích kỹ thuật, những cái phân tích cơ bản rồi. Đấy. Nhưng mà cái việc thực hành chúng ta lại rất là thiếu. Đấy. Các bạn rất là chần chừ trong cái việc là tham gia vào thị trường. Đấy. Chúng ta có thể bỏ vài triệu ra, chúng ta mua 100 cổ phiếu thôi. Đấy. Nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta cái trải nghiệm. Đấy. Và chúng ta lần sau khi cơ hội đến ấy, thì chúng ta biết cách để chúng ta hành động rồi thì chúng ta sẽ hành động theo, hành động và không bỏ lỡ những cái cơ hội kiếm tiền như vậy. Nếu mà các bạn đã làm xem cái video này và đã làm thành công, đã mua được cho mình 100 cổ phiếu, đã bán được 100 cổ phiếu, đã rút thử được tiền ra đấy, thì hãy để lại bình luận cho chúng tôi ở phía dưới phần video để cho tôi biết rằng là tôi làm cái video này là có hữu ích và có thể giúp cho các bạn. Đấy. Còn nếu mà các bạn có gặp khó khăn gì trong cái việc mà mua bán chứng khoán, giao dịch chứng khoán, mở tài khoản đấy, thì cũng có thể để lại cái phần câu hỏi ở dưới phần bình luận hoặc là thông tin cho tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn. Đấy. Đặc biệt là nếu mà các bạn đã yêu quý VN Uptrend thì hãy nhập cái ID của tôi 8969 tại chứng khoán MB, chứng khoán MB. Đấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo. Có thể là những cái video chia sẻ kiến thức hoặc là những cái video hướng dẫn một cách chi tiết như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi VN Uptrend. Đừng quên like, share hoặc là đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực làm những cái video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.